Theo đề án cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2025, định hướng năm 2030, ngành du lịch Đà Nẵng hướng đến mục tiêu đến năm 2025, điều chỉnh cơ cấu du lịch, phân đấu cơ cấu thị trường trong nước và quốc tế đạt tỷ lệ 50-50. Về thị trường quốc tế, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm 20%, Đông Bắc Á 57%, Đông Nam Á 20%, thị trường khác 3%. Đến năm 2030, hoàn thành việc cơ cấu du lịch Đà Nẵng, trong đó cơ cấu thị trường quốc tế và nội địa đạt tỷ lệ 45 55%. Về cơ cấu thị trường quốc tế, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm 30%, Đông Bắc Á 40%, Đông Nam Á 25%, thị trường khác 5% để đảm bảo việc cơ cấu lại thành công ngành du lịch thành phố đang triển khai những giải pháp tổng thể như đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá tạo thuận lợi về điều kiện tiếp cận và đi lại cho du khách đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn các điểm đến tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết du lịch